Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị. Hiện tại chị đang có mặt ở đây rồi. Có những bạn nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi nhỉ? Các em bình luận cho chị biết được không? Xin chào các em nha. Xin chào các bạn nhỏ. Giờ này chắc là các em vừa mới đi học về thôi đúng không? Lại tiếp tục tranh thủ một ít phút buổi trưa để cùng ôn luyện cho kỳ thi vào 10 cùng với chị nhé. Rồi, để chị xem là có những bạn nào vào theo dõi nào. Xin chào Thu Hường nha, xin chào Như Quỳnh, xin chào Ánh Dương. Rồi, chị thấy bạn Ngọc Trung này. Ôi, nhưng sao ở đây lại có một số những bình luận bị ẩn nhỉ? Các bạn ơi, bạn nào đã vào xem rồi thì hãy bình luận cho chị biết nhé. Rồi, xin chào các bạn, xin chào các em. Thời gian này thì các bạn lớp 9, chị đoán là các em đang bắt đầu luyện đề rồi đúng không? Luyện đề để mà chúng mình áp dụng những kiến thức đã học và đặc biệt là còn có thêm cái kỹ năng để mà mình đi thi nữa. Vậy thì trong quá trình luyện đề, không biết là các bạn có gặp khó khăn gì không? Trong những phần phát trực tiếp gần đây thì chị cũng chữa cùng với các em một số những đề thi ở trong khóa luyện đề của các bạn 2K8. Thì mong rằng là các bạn bên cạnh việc là ôn luyện kiến thức này, thì việc luyện đề sẽ giúp cho các em có thêm những kinh nghiệm áp dụng vào trong bài thi thật của mình nhá. Rồi, xin chào các bạn nhá, xin chào Trinh Ngọc. Các bạn đã có mặt đông đủ ở đây chưa? Hôm nay thì chúng ta sẽ chữa một đề bài liên quan đến bài thơ Bếp Lửa. Một trong những tác phẩm mà chị thấy cũng nhiều bạn 2K8 quan tâm hướng tới kỳ thi vào 10 đấy. Cụ thể thì đề bài của chúng mình như sau. Cảm nhận của em về đoạn thơ sau. Và chúng ta có ở đây là khổ 4, khổ 5 và khổ 6 của bài thơ Bếp Lửa. Nghĩa là chúng mình sẽ viết một bài văn cảm nhận về ba khổ thơ này trong bài thơ Bếp Lửa. Một đề bài rất là cơ bản thôi, đúng không ạ? Dạng đề cảm nhận phân tích bình thường thôi này. Đấy, thế thì chúng mình sẽ có những lưu ý như thế nào và sẽ triển khai bài này ra sao? Thì hãy có mặt ở đây và nhớ tag thêm bạn bè của mình vào để cùng với chị chữa đề này nhé. Có bạn nào tự tin với bài Bếp Lửa chưa? Ồ, chiều nay em thi văn luôn à? Thế thì ở đây theo dõi nhé. Biết đâu mình sẽ có thêm những cái kinh nghiệm áp dụng luôn vào kỳ thi chiều nay thì sao? Đúng không Thu Hường? À rồi, xin chào Minh Anh, xin chào Bảo Trâm nha. Cho chị biết là ở đây bạn nào đã tự tin với kiến thức của bài Bếp Lửa rồi nhỉ? Một bài thơ mà có thể nói là dung lượng lớn nhất trong tất cả những bài thơ mà chúng ta học trong chương trình lớp 9 đấy. Đấy, chị còn thấy không ít bạn là hơi lo lắng về bài thơ này cô. Bởi vì bài thơ này khá dài này. Hơn nữa là cấu trúc và cái bố cục phân tích cũng hơi rắc rối một chút xíu thôi. Đấy, thế nhưng mà gây ra cái sự lo lắng cho không ít các bạn nhỏ. Chiều nay em ôn lại Bếp Lửa luôn à? Thế thì ôn trước cùng với chị luôn nhá. Rồi, các bạn đã tự tin với kiến thức của bài Bếp Lửa chưa? Chị có một cái lưu ý như thế này nha. Đó là khi mà các em luyện đề ấy, các bạn luyện đến tác phẩm nào thì bên cạnh những nội dung mà chúng ta làm trong đề đó, các bạn cũng nhân dịp đấy chúng ta ôn lại kiến thức của toàn bộ tác phẩm đấy luôn nha. Ví dụ như là buổi trưa hôm nay cùng với chị chữa một đề về bài Bếp Lửa chẳng hạn, thì chiều nay, tối nay các bạn tranh thủ ôn lại toàn bộ kiến thức về bài Bếp Lửa luôn. Thế là chúng ta vừa có được động lực nhá. Và thế là chúng ta qua một cái buổi học như thế, qua một ngày như thế là chúng ta lại ôn thêm được về một tác phẩm rồi. Đúng không? Nha. Đấy. Rồi, xin chào các bạn. Hôm qua em thi văn, trường em ra bài nói với con à. Bài thơ nói với con là chúng mình học trong cái thời gian gần đây rồi nên là không sợ quên kiến thức đúng không? Nào, bây giờ thì các bạn cùng tập trung vào đây và chữa với chị đề bài này nhé. Phân tích đề thì ta thấy là đề bài này ở dạng cảm nhận, nghĩa là chúng ta sẽ vận dụng kiến thức nền thôi, đúng không ạ? Và đề cũng không có yêu cầu phụ gì cả. Chúng mình tập trung đưa ra cảm nhận về ba khổ thơ trong bài thơ Bếp Lửa. Cụ thể, đó là khổ thơ thứ 4, khổ thơ thứ 5 và khổ thơ thứ 6. Năm giặc đốt làng, cháy tàn, cháy rụi, hàng xóm bốn bên trở về lầm lũi, đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh, vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh. Bố ở chiến khu, bố còn việc bố, mày có viết thư chớ kể này kể nọ, cứ bảo nhà vẫn được bình yên. Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen, Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn, một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đượm, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ, ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa. Trích trong thi phẩm Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt. Thế thì ở đây, trước khi mà các bạn bắt tay vào viết bài thì các bạn hãy định hình về cái khung ý chính giúp chị nhé. Không cần là phải lập dàn ý quá chi tiết, nhưng kem định hình là chúng ta sẽ có mấy phần ở trong thân bài này. Chúng ta sẽ phân tích những nội dung gì là chính này. Rồi nếu như em có ý tưởng muốn liên hệ mở rộng thì cũng hãy đánh dấu luôn vào trong nháp của mình để tránh việc mình bị quên mất nhé. Ví dụ ở đây này, chúng ta có 3 khổ thơ thì mình cứ lần lượt đi cảm nhận về từng khổ thôi. Trong đó khổ thơ đầu tiên ở đây chính là kỷ niệm của tác giả về năm giặc đốt làng. Và ở đó nổi bật chính là sự kiên định này, sự kiên cường, một trong những phẩm chất tốt đẹp của người bà. Đúng không ạ? Đó là nội dung của khổ 4. Và ở đây thì chúng ta có thể liên hệ mở rộng. Tức nghĩa là trong quá trình viết ấy, em cũng định hình luôn là mình sẽ muốn liên hệ mở rộng với những vần thơ nào. Thì ở đây mình có thể liên hệ ở cái khía cạnh là cái sự tàn phá của quân giặc rất nặng nề. Liên hệ ở khía cạnh cụm từ cháy tàn, cháy rụi trong cách diễn đạt của nhà thơ Bằng Việt chẳng hạn. Hoặc là mình liên hệ ở cách mà nhà thơ sử dụng từ đốt gắn liền với ngọn lửa của giặc. Khác với cả ngọn lửa của bà thì ngọn lửa của bà trong toàn bài thơ ấy, tác giả luôn dùng những từ như là nhóm này, nhen này, ủ này. Đó, một sự khác biệt rất lớn để thấy được rằng là cùng là ngọn lửa nhưng với sự tinh tế của mình thì nhà thơ Bằng Việt đã khắc họa và còn truyền tải được ý nghĩa của những ngọn lửa ấy nữa. Đó, đồng ý không ạ? Đấy là về nội dung của khổ 4 nhá. Chúng mình sẽ lần lượt phân tích, đầu tiên là 3 câu đầu này, rồi phân tích 4 câu sau này. 3 câu đầu là hoàn cảnh chiến tranh, 4 câu sau là phẩm chất của bà thể hiện qua tinh thần của bà và thể hiện qua lời dặn của bà. Đó, đấy là khổ 4 nhá. Tiếp tục bước sang khổ 5, mình có 3 câu thơ thôi. Thì đây là suy ngẫm của tác giả về công việc nhóm bếp của bà, về ý nghĩa của ngọn lửa. Đấy là khổ 5 này. Rồi sang khổ 6 thì chúng mình sẽ phân tích theo bố cục là 3 câu đầu, rồi phân tích 4 câu tiếp và phân tích câu cuối cùng. Đấy, nghĩa là trước khi đi vào bài ấy, thì các bạn định hình trước về khung ý chính như vậy. Để ta còn nắm bắt được rằng là bây giờ trong khoảng độ 80 phút cuối cùng thì mình cần phải làm rõ tổng cộng ở đây là 5, 6, 7 ý này chẳng hạn. Thì mình còn định hình được với cái tốc độ viết ra làm sao, đúng không? Còn nếu như mà các bạn nhận đề cái, chúng ta bắt tay vào viết luôn, chúng ta không có bất cứ một cái sự định hình từ trước, không có bất cứ một cái khung ý chính từ trước ấy, thì khi đó việc mà các em tính giờ sẽ rất là ảnh hưởng. Và cái thứ hai là khi chúng ta viết là chúng ta viết đến đâu biết đến đấy thôi, cũng không biết là thời gian còn lại mình cần phải làm những gì, và cũng dễ bị bỏ lỡ mất một số những ý tưởng hay xuất hiện một cách bất ngờ trong trí nhớ của các em thì sao, đúng không? Đó nhá. Rồi, thế nên là ở đây sau khi mà định hình được như vậy rồi thì chúng ta sẽ bắt tay vào cái quá trình viết. Khi viết bài ấy, đặc biệt là khi đi thi thì chị khuyên là chúng ta nên chuẩn bị trước, nghĩa là nên có những cái ý tưởng trước liên quan đến mở bài và kết bài cho từng tác phẩm. Hoặc là em có thể chuẩn bị trước một số những cái cách viết mở bài, kết bài mà áp dụng được cho nhiều tác phẩm ấy. Và mình viết thành thạo với những cách đó đi. Thì khi đi thi, nếu như mình đang gấp rút bởi thời gian thì những cách viết đó sẽ giúp cho em tiết kiệm được thời gian mà vẫn viết được những mở bài, kết bài ấn tượng. Ví dụ như ở đây thì với bài thơ Bếp Lửa và với những bài thơ mà thể hiện những tình cảm chân thành, những bài thơ mà mang cái màu sắc giản dị gần gũi, các bạn cũng có thể dùng cái cách viết mở bài là đi từ những cảm nhận cá nhân, đúng không? Đó, hoặc là các em có thể đi từ nhận định này, có thể đi từ đoạn thơ này. Ví dụ như ở đây, với đề bài này thì chị có một cái bài văn mẫu như sau. Trong đáp án chữa đề bài này ở trong khóa luyện đề thì chúng ta có một bài văn mẫu như sau, các bạn có thể quan sát vào đây nhé. Rồi, Đây, để chị phóng to lên này. Các bạn quan sát và cũng có thể tham khảo cái cách mở bài như sau. Đối với bài Bếp Lửa, bài thơ Bếp Lửa thì viết về những kỷ niệm tuổi thơ của nhà thơ Bằng Việt, đúng không? Và chúng ta thấy là đối với mỗi người trong cuộc sống, ai cũng có những năm tháng tuổi thơ, ai cũng có một miền ký ức để mỗi khi nhớ về là chúng ta lại được gợi lại những tình cảm, những cảm xúc rất thơ ngây nhưng cũng vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Thế nên bắt đầu bài văn của mình có thể sử dụng ngay một cái giọng văn tự sự nhẹ nhàng như chính cái cách mà nhà thơ Bằng Việt đã bắt đầu cho bài thơ của ông. Đúng không? Ví dụ nhá, có lẽ đối với mỗi người, năm tháng tuổi thơ luôn là chân trời ký ức chứa chan nhiều giá trị. Bởi ở đó, ta được đắm mình trong những suy tư ngây dại, được thỏa sức nô đùa mà chẳng vướng bận lo toan. Đặc biệt, ở đó luôn có dáng hình tần tảo của những người bà, người mẹ hiền hậu, yêu thương và che chở cho ta ân cần. Nhà thơ Bằng Việt cũng không ngoại lệ. Tuổi thơ của ông đã gắn bó với người bà thân yêu, được bà nuôi nấng, dạy dỗ trong những năm tháng khó khăn và gian khổ. Để bày tỏ tấm lòng yêu thương và biết ơn bà, dù đang ở nơi phương xa, nhà thơ vẫn để nỗi nhớ cất lời, để cảm xúc đưa lối và viết nên thi phẩm Bếp Lửa. Trong đó có một đoạn thơ đã thể hiện rõ vẻ đẹp phẩm chất của bà và những suy ngẫm sâu xa của người cháu về cuộc đời bà, về bếp lửa thân thương. Và chúng ta trích thơ ra. Hiểu không ạ? Thì ở đây có một lưu ý với phần mở bài này là chúng ta dẫn dắt từ những cái ấn tượng cá nhân của mình. Và sự dẫn dắt này các bạn luôn luôn phải ghi nhớ giúp chị là phải viết ngắn gọn thôi nhá. Không được quá lan man dài dòng. Một khi đã chạm vào cảm hứng của chúng ta rồi là các bạn dễ xuôi theo dòng cảm xúc và cứ viết lan man đấy. Nhưng hãy tỉnh táo nha. Mình dùng khoảng độ 1 đến 2 câu để dẫn dắt thôi. Sau đó là phải nêu ra được tác giả tác phẩm. Nhớ chưa nào? Và khi nêu ra tác giả tác phẩm rồi ấy, thì cái quan trọng là phải có câu nêu ra vấn đề nghị luận. Đây chính là câu nêu vấn đề nghị luận này. Đồng ý không? Ở đây không phải là chúng ta phân tích về toàn bộ bài thơ Bếp Lửa, mà các em chỉ phân tích 3 khổ thơ ở trong bài thơ này thôi. Nên trong mở bài em phải giới thiệu được 3 khổ thơ đó. Chứ nếu như em chỉ dừng lại ở việc giới thiệu về bài thơ Bếp Lửa thì thôi, mở bài của mình coi như là không đạt yêu cầu rồi, coi như là mở bài không được điểm rồi, đúng không? Các bạn nhớ nha. Đấy. Phân tích chuyện đi chị. Chị có một buổi chữa một đề về tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi rồi đấy. Thế nên là em có thể xem lại ở trên kênh fanpage này nha. Nó bắt đầu tác các bạn bè vào học rồi đấy. Đấy, thế thì ở đây, đối với phần mở bài này thì đây không phải là một công thức để mà em áp dụng được cho tất cả các tác phẩm. Nhưng cách đi và mở bài của chúng ta là một cách rất phổ biến, đi từ cảm nhận cá nhân nhá. Và chị nghĩ rằng là việc mà chúng ta sử dụng một cái giọng văn mà cũng phù hợp với cả cảm xúc của tác giả trong bài thơ, đấy cũng là một điều khá là hay và giúp cho bài văn của mình có được sự đồng điệu khi mà phân tích. Với bài thơ Bếp Lửa thì ta thấy đây là một tác phẩm mà nhà thơ sử dụng một cái giọng thơ nhẹ nhàng này, tự sự này, đúng không? Thì chúng ta cũng sử dụng một giọng văn tương tự như vậy. Cũng đừng đao to búa lớn, cũng đừng quá là hào hùng mạnh mẽ, mà thay vào đó mình dùng một giọng văn nhẹ nhàng, cũng giống như là nhà thơ. Mình kể lại, đúng không ạ? Mình nêu ra những cảm nhận rất là nhẹ nhàng, rất là thấm thía của mình thôi. Đó, thì đấy là về phần mở bài nhá. Sau khi mình nêu ra vấn đề và mình trích thơ ra được rồi này, bây giờ tiếp đến với phần thân bài. Thì ở đây ý, có những bạn thì chúng ta sẽ có một luận điểm đầu tiên là luận điểm khái quát về tác giả tác phẩm. Nhưng cũng có những bạn thì chúng ta có thói quen viết hoặc là được thầy cô hướng dẫn là những thông tin về tác giả tác phẩm. Thì em cần phải đưa được lên ở trong phần mở bài luôn. Thì cái cách viết này là tùy theo về cách học cũng như là thói quen của các bạn nhé. Hiểu ý chị không? Đấy, nghĩa là những bạn nào mà chúng ta được hướng dẫn là sẽ viết luôn về tác giả tác phẩm trong phần mở bài. Thì ở đây em có thể bổ sung thêm này. Đấy, khi nêu về tác giả Bằng Việt nhá, em có thể bổ sung thêm về sự nghiệp sáng tác của ông, đúng không? Một nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ này, với một chất thơ trầm lắng suy tư sâu sắc này. Đó, và em cũng bổ sung thêm về hoàn cảnh ra đời của bài thơ Bếp Lửa, khi mà tác giả đang là du học sinh ở Liên Xô và nhớ về người bà của mình, nhớ về quê hương của mình. Đấy, đấy là bạn nào mà cần phải đưa thông tin tác giả tác phẩm lên mở bài nhé. Thì em đưa những thông tin nổi bật như vậy. Còn nếu không thì các bạn bước sang thân bài và có một đoạn văn nhỏ khái quát về tác giả tác phẩm giúp cho chị. Ví dụ như ở đây chúng ta có một đoạn văn. Khi mà trích thơ xong ở phần mở bài nhé, thì tiếp nối với đó chúng ta có thể viết là chấp bút cho những vần thơ này là một nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tác giả Bằng Việt sinh ra ở Huế, quê gốc ở Thạch Thất, Hà Tây. Và với phong cách sáng tác mới mẻ, thơ ông trầm lắng, suy tư mà ấm áp, sâu sắc. Các bài thơ của ông thường xoay quanh đề tài kỷ niệm tuổi thơ và những ước mơ tuổi trẻ. Đây chính là những thông tin về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Bằng Việt này. Còn đây là những thông tin về cuộc đời của nhà thơ này. Đấy, thế là ta thấy là có 4 câu giới thiệu về nhà thơ Bằng Việt nhé. Rồi tiếp tục, trong đó thi phẩm Bếp Lửa viết về những kỷ niệm tuổi thơ của Bằng Việt khi gắn liền với hình ảnh bếp lửa của bà. Bài thơ được sáng tác năm 1963, lúc tác giả đang là sinh viên khoa pháp lý trường Đại học Tổng hợp Kiev ở Liên Xô cũ. Với một nhan đề gợi lên hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình nông thôn Việt Nam, gắn liền với bàn tay người phụ nữ tần tảo, với một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giọng thơ tự sự, biểu cảm và nghị luận. Bài thơ Bếp Lửa đã trở thành dòng chảy ký ức êm đềm của tác giả và là một câu chuyện thơ ấm áp với tất cả chúng ta. Thì đây chính là phần má khái quát về tác phẩm Bếp Lửa này. Hiểu ý chị không? Đấy, chúng ta khái quát tác giả xong nhá. Chúng ta khái quát về nội dung chính của Bếp Lửa, khái quát về hoàn cảnh sáng tác của Bếp Lửa này. Đó, đồng ý không nào? Và cuối cùng là chúng ta nhắc lại, mở ra nội dung của vấn đề nghị luận. Khổ thơ thứ 4, thứ 5 và thứ 6 của bài đã đưa ta trở về với khoảng thời gian vất vả của hai bà cháu trong những năm chiến tranh. Và từ đó làm rõ phẩm chất của bà, thể hiện sự suy tư, chiêm nghiệm sâu sắc của cháu. Thì đây là một câu khái quát về vấn đề nghị luận. Đồng ý không ạ? Trên mở bài là mình giới thiệu về đoạn thơ này. Và ở đây thì mình nêu rõ nội dung chính của đoạn thơ này là gì. Ok không các em? Nha, nhớ chưa, nhớ chưa? Đấy. Chị ơi, giờ phần mở bài gián tiếp có được 0,25 điểm nữa không chị? Cái phần mở bài của chúng ta ấy, kết hợp với cả hệ thống luận điểm trong thân bài và nội dung của phần kết bài sẽ được tính vào điểm bố cục cho bài làm của mình. Hiểu ý chị không? Thế nên là đối với những mở bài gián tiếp thì em hình dung cái 0,25 điểm đấy là điểm sáng tạo. Và không chỉ là mở bài gián tiếp mà còn là những cái yếu tố sáng tạo khác ở trong bài của chúng ta cũng có thể được cộng 0,25 điểm nhá. Đấy, nghĩa là 0,25 điểm này không phải là mở bài trực tiếp thì bị trừ 0,25 điểm, mở bài gián tiếp thì được cộng 0,25 điểm, không phải như vậy. Mà là tùy vào cái ý tưởng em sử dụng này, cách diễn đạt của em có đặc sắc hay không, thì việc mở bài gián tiếp có thể sẽ được coi như là một ý tưởng sáng tạo nho nhỏ trong bài viết của mình. Kết hợp với những ý tưởng sáng tạo khác nữa được triển khai tốt ở trong bài thì em sẽ được cộng thêm điểm sáng tạo. Nhớ chưa nào? Còn mở bài ấy, cái số điểm tối thiểu của mở bài được tính khi mà các bạn thực hiện đúng yêu cầu của mở bài, là nêu đúng vấn đề nghị luận, nêu đúng phạm vi dẫn chứng. Còn mở bài trực tiếp hay gián tiếp thì chỉ cần thực hiện được cái yêu cầu như vậy là các em đã được cái số điểm cơ bản của phần mở nhé. Thế phần thân bài mình có được khái quát lại toàn bộ bài không ạ? Khái quát lại toàn bộ bài là sao nhỉ? Thì đây, ở đây ví dụ như là cái luận điểm khái quát này là chúng ta khái quát về những yếu tố của toàn bộ bài thơ Bếp Lửa. Sau đấy thì mình nêu ra khổ thơ mà mình cần phân tích. Chưa? Nhưng mà luận điểm khái quát này không phải là trọng tâm. Cái quan trọng là bây giờ chúng ta đi vào phần phân tích này. Các bạn đã được ôn lại và các em đã được gợi nhắc lại về kiến thức của 3 khổ thơ này chưa? Để bây giờ chúng mình cùng đi vào phần phân tích nhé. Bây giờ học thì có được 9 cộng không chị? Chị không dám chắc là bây giờ em bắt đầu học thì được 9 cộng hay không. Nhưng nếu em không học thì chắc chắn là em sẽ được điểm kém rồi. Đấy, đồng ý không? Còn 9 cộng thì bây giờ nhiều yếu tố lắm. Làm sao mà chúng ta có được cái sự chắc chắn, còn xem là em học như thế nào. Nhưng có một cái chắc chắn là không học thì sẽ không được điểm tốt. Rồi, ok nhá. Kiểu năm mình có được ghi số không ạ? Có nha, nếu như là năm sáng tác, ví dụ năm 1963 thì em có thể được ghi số nhá. Rồi, bây giờ mình đến tiếp tục với phần quan trọng nhất của thân bài nào, là phần phân tích, luận điểm phân tích, phân tích và cảm nhận. Thì ở đây, nào nhìn lại đề bài nhá. Chúng ta vừa mới triển khai những nội dung chính và thứ tự phân tích cho từng khổ thơ rồi. Trước tiên là mình sẽ phân tích khổ thơ thứ tư để thấy được hoàn cảnh chiến tranh này và thấy được phẩm chất tốt đẹp của người bà. Cụ thể như sau, bắt đầu vào phân tích nhé. Bởi vì đây là ý phân tích đầu tiên nên em có thể sử dụng phép nối này, trước tiên, đúng không? Để nhấn mạnh rằng đây là ý phân tích đầu tiên của tôi ở trong bài này. Và khi mà đọc thấy thì giám khảo cũng sẽ biết được rằng là đây là cái luận điểm phân tích đầu tiên của bạn, đúng không? Trước tiên, đoạn thơ đã gợi về những kỷ niệm khổ đau mà hai bà cháu đã cùng nhau trải qua. Đó là khi giặc nổ phát súng đặt chân đến ngôi làng, là ký ức về năm giặc đốt làng cháy tàn, cháy rụi. Và chúng ta trích khổ thơ này ra. Thì ở đây là em trích ra để phân tích, thế nên là em nên trích đầy đủ nhé. Năm giặc đốt làng cháy tàn, cháy rụi, hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi, đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh. Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh, bố ở chiến khu bố còn việc bố, mày có viết thư chớ kể này kể nọ, cứ bảo nhà vẫn được bình yên. Đó, và bây giờ chúng mình bắt đầu đi vào phân tích nha. Thì trước tiên là mình sẽ cần phân tích 3 câu đầu này để thấy được về hoàn cảnh chiến tranh, đúng không ạ? Khó khăn như thế nào, mất mát ra làm sao. Thì chúng mình sẽ dựa vào những cụm từ này, cháy tàn, cháy rụi. Đây là cái lối viết tách từ của tác giả, tách từ tàn rụi này và điệp lại từ cháy để nhấn mạnh về sự mất mát, có thể nói là tận cùng của sự mất mát rồi. Rồi cách mà tác giả sử dụng những từ láy như là lầm lụi, đó, cũng cho thấy về sự khó khăn vất vả của người dân dưới cái ngọn lửa tàn bạo của quân thù. Và đặc biệt là hoàn cảnh của hai bà cháu lúc bấy giờ. Đã chỉ có hai bà cháu thôi mà khó khăn bây giờ còn chồng chất khó khăn, chỉ có thể dựng lại được túp lều tranh tạm bợ, đúng không? Đấy, thế thì ví dụ nhá, các em có thể viết như sau. Chiến tranh, dù ở thời đại nào, khi nhắc đến cũng khiến cho con người ta đau lòng bởi sự hủy hoại, tàn phá, những đau thương mất mát mà nó gây ra. Như trong bài thơ Chạy giặc, Nguyễn Đình Chiểu dùng lối viết đảo ngữ và liệt kê khung cảnh tan tác do chiến tranh. Tan chợ vừa nghe tiếng súng tây, một bàn cờ thế phút xa tay, bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy, mất tổ bầy chim ráo rác bay. Còn ở đây, nhà thơ Bằng Việt dùng lối viết tách từ cháy tàn, cháy rụi và từ láy tượng hình lầm lụi đầy xót xa để xoáy sâu vào những thiệt hại nặng nề do ngọn lửa tàn bạo của giặc gây ra. Chú ý vào đây một chút giúp chị nào. Đây chính là phần mà chúng ta liên hệ mở rộng, đúng không? Nhưng phần liên hệ mở rộng này chúng ta rút ra được cái kinh nghiệm gì? Thứ nhất là không chỉ chúng ta trích ra một đoạn thơ ở trong tác phẩm khác có cùng nội dung, cùng viết về sự tàn phá của quân giặc, mà quan trọng là chúng ta còn chỉ ra được sự khác biệt giữa tác giả Nguyễn Đình Chiểu này và nhà thơ Bằng Việt ở đây, đúng không ạ? Nhá, để thấy được rằng là cái sự tàn phá của quân giặc dù trong hoàn cảnh nào thì cũng rất là khốc liệt, cũng rất là tàn bạo. Và ở đây với riêng nhà thơ Bằng Việt thì nhà thơ sử dụng lối viết tách từ. Còn khác với cả tác giả Nguyễn Đình Chiểu thì tác giả Nguyễn Đình Chiểu sử dụng lối viết đảo ngữ và liệt kê, đúng không? Để nhấn mạnh cái sự tan tác do chiến tranh. Còn nhà thơ Bằng Việt là sử dụng lối viết tách từ này và từ láy tượng hình để xoáy sâu vào những thiệt hại nặng nề do chiến tranh. Đó, đồng ý không? Chúng mình thấy được sự khác biệt. Và khi đó, việc liên hệ mở rộng của em đã làm nổi bật thêm về nội dung ở trong bài thơ Bếp Lửa, nội dung ở trong câu thơ của Bằng Việt. Ở đây là tác giả Bằng Việt nhấn mạnh về cái sự về cái thiệt hại nặng nề do chiến tranh, đúng không? Chứ không phải là diễn tả lại cái quá trình mà quân giặc xâm lược như thế nào, mà ở đây là tác giả nhấn mạnh về thiệt hại nặng nề do chiến tranh, hay cũng chính là cái hoàn cảnh mà hai bà cháu đang phải trực tiếp đối diện. Đó, hiểu không ạ? Rồi, đấy, thì sau khi mình chỉ ra như vậy nhá, thì mình tiếp tục phân tích. Nhớ là liên hệ mở rộng xong thì em phải kéo léo quay trở lại với cả mạch phân tích của mình này. Quả thực là tận cùng của sự mất mát. Cũng là hình ảnh ngọn lửa, nhưng nhờ sự tinh tế trong cách diễn đạt của nhà thơ Bằng Việt mà bạn đọc nhận ra ngay sự khác biệt giữa ngọn lửa ấm áp được nhen, nhóm, ủ trong bếp lửa của bà với ngọn lửa dã man của kẻ thù đã đốt cháy nhà dân. Trong hoàn cảnh khó khăn, chồng chất khó khăn này, may cũng nhờ bà con cùng tình làng nghĩa xóm, hai bà cháu được đỡ đần để dựng lại túp lều tranh. Và đan xen vào với đó, đan xen vào những cái câu thơ, câu văn mà chúng ta khai thác các cái cụm từ, các hình ảnh ở trong đoạn thơ ấy, thì chúng ta có những câu văn bình luận. Ví dụ như từng vần thơ của Bằng Việt cất lên là từng lời tự sự đầy xót xa về một kỷ niệm buồn nhất trong những năm tháng tuổi thơ của mình. Đồng ý không? Bạn nào mà chúng ta vẫn hay hỏi chị là bây giờ làm như thế nào để cho bài văn của em tránh cái việc là diễn xuôi thơ đi, tránh cái việc là chỉ biết khai thác các biện pháp tu từ hay các từ ngữ đi, có thêm cảm xúc của mình vào đi, thì đây mình có thể có thêm những câu văn bình luận. Mình cảm nhận được rằng là từng lời thơ cất lên ấy là từng cái sự xót xa của nhà thơ khi nhớ về một kỷ niệm buồn nhất trong những năm tháng tuổi thơ của mình. Đúng không? Đó, nhá, các bạn tham khảo nhá. Em hiểu với chị không? Các bạn hiểu với chị không nào? Thơ trên 10 câu không cần trích thơ đúng không ạ? Thật ra cái việc trích thơ ấy thì chúng mình sẽ là tùy theo cả cái mục đích phân tích của mình nữa. Khi mà chúng ta trích thơ ra để phân tích thì các em có thể là trích đầy đủ ra, bởi vì là mình sẽ dùng chính những câu thơ đó để mình phân tích ở ngay bên dưới. Nên nếu như đoạn thơ đấy nhiều câu quá thì em có thể tách ra, em trích khoảng 4 câu đầu rồi em phân tích 4 câu đấy, xong rồi em lại trích tiếp 5 câu tiếp theo. Nhớ chưa nào? Chị ơi, văn phân tích chuyện thì dài, có cách nào khác không ạ? Sao lại văn phân tích chuyện thì dài là như thế nào? Nghĩa là em phân tích các tác phẩm truyện thì em viết rất là dài ư? Và bây giờ em muốn viết ngắn lại à? Hay là sao nhở? Chị đang chưa hiểu ý hỏi của em. Bếp lửa năm nay bọn em được giảm tải. Thế thì mình có thể là nắm bắt thêm để nếu như liên hệ mở rộng trong các tác phẩm khác, mình cũng có thêm kiến thức. Và ở đây thì các bạn bên cạnh là ôn lại kiến thức về bài Bếp lửa, chúng ta cũng nắm bắt thêm về kỹ năng khi phân tích thơ nữa nha. Ví dụ như vừa rồi chị có nêu đấy, đó là chúng ta có những cái câu văn bình luận thêm, có những câu văn truyền tải cảm xúc của mình, sẽ giúp cho phần phân tích của các em có thêm được sự ấn tượng và cũng có thêm được sự chân thành, thay vì việc là chúng ta cứ liệt kê một loạt những ý ra, liệt kê một loạt những biện pháp tu từ hay là liệt kê một loạt các cụm từ. Đúng không nào? Đó, thì đan xen trong những câu văn phân tích đó, mình có những câu bình luận và bộc lộ cảm xúc nhé. Đấy, thì đấy là về phần phân tích về hoàn cảnh chiến tranh này. Rồi tiếp tục ở đây là chúng ta sẽ đến với những câu thơ nêu về phẩm chất của bà. Nhưng phép nối nhá, chúng ta dùng ngay những phép liên kết mà chúng ta được học thôi, đúng không? Bạn nào mà viết văn hay bị rời rạc này, thiếu liên kết, thì cách đơn giản nhất là em cứ vận dụng các phép liên kết mà chúng ta được học. Phép nối, phép thế, rồi là phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng. Đó, đúng không? Rồi phép lặp nữa. Đấy là những phép liên kết rất đơn giản để chúng ta sử dụng. Và cũng là những phép liên kết cơ bản nhất, luôn luôn sẽ xuất hiện ở trong bài văn của các em. Thì ở đây chị dùng phép nối này qua từ nhưng để chuyển từ ý phân tích 3 câu đầu sang ý phân tích 4 câu tiếp ở trong khổ thơ thứ tư này nhé. Nhưng tác giả cũng nhớ như in sự kiên cường của bà trong những ngày ấy. Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh. Tấm lòng của bà đôn hậu, giọng nói của bà dịu hiền nhẹ nhẹ. Nhưng khi cần, tất thảy những hiền hậu ôn tồn đó sẽ trở thành sự kiên định, vững vàng, không gì lay chuyển được. Những từ ngữ vững lòng, đinh ninh và phép đảo ngữ trong câu thơ trên đã thể hiện điều đó. Đây, ở đây là chúng mình phân tích về phép đảo ngữ vẫn vững lòng này, đúng không ạ? Và phân tích các từ ngữ thể hiện cho cái sự kiên định chắc chắn của bà, như là từ vững lòng hay là từ đinh ninh. Đó. Rồi tiếp tục đến với những câu tiếp nhé. Với sự kiên định và tấm lòng bao dung vị tha, bà dặn cháu viết thư không được kể sự thật về những mất mát đau thương ở quê nhà, để người đi xa ngoài tiền tuyến yên tâm công tác. Bố ở chiến khu, bố còn việc bố, mày có viết thư chớ kể này kể nọ, cứ bảo nhà vẫn được bình yên. Rồi bây giờ mình đi phân tích cảm nhận về lời dặn của bà nhá. Trước tiên này, Đây là một lời dặn nôm na giản dị thôi, đúng không ạ? Một lời dặn nôm na giản dị nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm. Bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu thiếu thốn, vất vả, nhọc nhằn, bao nỗi nhớ thương thì bà đều nén vào trong lòng để lo cho con cháu. Ở hình ảnh một người bà đôn hậu lại hội tụ những phẩm chất kiên cường nhất của một bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bởi bà vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho cháu, là hậu phương vững chắc cho con, là trụ cột mạnh mẽ của gia đình và là tấm lòng nồng nàn yêu nước. Bên cạnh đó này, chúng ta còn thấy ở đây là tác giả trích dẫn trực tiếp lời bà dặn, đặt trong ngoặc kép mà, khiến cho bạn đọc như cũng nghe thấy đâu đây tiếng nói ôn tồn và ấm áp của bà vậy. Những vần thơ sao quá đỗi thân thương. Từ việc khắc sâu lời bà dặn, cháu cũng được truyền trao bao bài học quý giá. Đừng bao giờ cúi đầu trước khó khăn, hãy nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, và phải biết cống hiến, biết hy sinh vì tình chung nghĩa lớn. Cháu đã lớn lên như thế, trong gian khổ nhưng may mắn là luôn có bà chở che và nuôi dạy. Đấy chính là toàn bộ phần mà chúng ta phân tích về khổ thơ thứ tư các bạn nhé. Thì ở trong phần phân tích này, các bạn ơi, ở trong phần phân tích này chúng ta rút ra cho chị một số những lưu ý khi phân tích thơ này. Thứ nhất là luôn thể hiện rõ bố cục phân tích của mình. Nhớ chưa? Là ở đây tôi phân tích ý này là ý thứ bao nhiêu rồi? Ví dụ như đây là ý đầu tiên thì mình sẽ nêu là trước tiên này. Bên cạnh đó em cũng có thể dùng nhiều cách khác, nhưng hãy thể hiện rõ bố cục phân tích của mình bằng cách là đặt những cái câu chủ đề ở phần đầu mỗi đoạn phân tích, để khi người đọc đọc và nhìn vào thì cũng sẽ hiểu và thấy ngay được trình tự phân tích của các em. Đồng ý không nào? Để chúng mình được điểm bố cục nhé. Rồi tiếp tục này, khi mà phân tích một đoạn thơ ấy, thì chúng ta sẽ phân tích có thể là theo trình tự từ đầu đến cuối, mấy câu một, hoặc có thể là phân tích theo những hình ảnh nổi bật. Thì khi mà phân tích, các bạn nhớ là không được diễn xuôi ra, không được diễn lại, không được kể lại những cái câu thơ đó, mà em phải khai thác được ý nghĩa của các từ ngữ đặc sắc. Ví dụ ở đây là khai thác ý nghĩa của cụm từ cháy tàn, cháy rụi này, từ lầm lụi này, đúng không? Rồi ở những câu tiếp thì khai thác về phép đảo ngữ vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh này, rồi khai thác về cách mà nhà thơ trích trực tiếp lời dặn của bà, chứng tỏ là nhà thơ vẫn nhớ như in, vẫn khắc sâu cái lời dặn ấy, và đặc biệt là cũng đem đến một giọng điệu rất khác cho đoạn thơ này. Nếu như các đoạn thơ khác là giọng điệu mà tác giả hồi tưởng lại, nhớ lại, là giọng điệu của một người cháu, đúng không? Nhớ về bà. Nhưng ở đây là giọng điệu của bà, những lời dặn rất nôm na giản dị, đem đến cho những vần thơ này sự gần gũi, thân thương, ấm áp, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ từ chính tinh thần của bà. Chưa? Đấy, thì đấy chính là những cái đặc sắc mà ta phải khai thác được. Chứ không phải là người đọc nhìn vào và thấy em viết dài là cho điểm theo cảm tính đâu, mà chắc chắn là sẽ phải xem em có thể hiện được những nội dung chính như vậy trong đoạn phân tích của mình hay không. Và thứ hai là xem em viết như thế nào nữa. Vẫn là những nội dung đấy nhưng mà có bạn nêu đủ và được điểm tốt, nhưng cũng có bạn nêu đủ nhưng mà được điểm chưa tốt. Có lẽ là bởi vì cái cách diễn đạt của chúng ta chưa đủ mềm mại này, đúng không ạ? Thiếu sự liên kết này, đấy, dùng từ chưa phù hợp này. Nên đó là một số những lưu ý mà thông qua một phần nhỏ trong đề bài ngày hôm nay, chị rất mong là các bạn sẽ rút ra kinh nghiệm cho mình và áp dụng trong quá trình mà chúng ta đi thi nhá. Đồng ý không nào? Ở phần trên mình có thể ca ngợi tinh thần đoàn kết của nhân dân trong hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần ấy càng trở nên sáng giá hơn điều đó. Chị nghĩ rằng đấy là một cái khía cạnh mà em có thể triển khai, nhưng nó không phải là trọng tâm của đoạn thơ này, đúng không? Trọng tâm của đoạn thơ này là tác giả nhớ lại về cái hoàn cảnh là năm giặc đốt làng, và trọng tâm của ba câu đầu về hoàn cảnh đấy là cái sự mất mát, đau thương. Để rồi từ đó thì ta lại càng cảm phục hơn sự mạnh mẽ, bao dung, vị tha của bà, khi mà biết hy sinh vì người khác, biết hy sinh cho con cháu. Mặc dù hoàn cảnh đau thương như thế, mất mát đến tận cùng như thế, nhưng mà bà vẫn dành cái sự quan tâm của mình, vẫn nén lại tất cả những khó khăn để mà người con ở nơi phương xa được yên tâm công tác, đúng không? Để mà làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cháu. Đấy, thì ý của chị ở đây là gì? Em phải nắm được trọng tâm về mặt nội dung của những cái câu thơ đó để mình không bị quá lan man vào những cái khía cạnh rất nhỏ. Được chưa nào? Mà bây giờ là mình đi thi nhá. Không phải là em nghĩ ra được cái gì và em có thể là có đủ thời gian mình viết tường tận từng ly từng tí một. Mà khi em phải đứng giữa sự lựa chọn, bây giờ thời gian không cho phép để viết, để mà mình có thể là khai thác từng câu từng chữ, hay là để mà mình có thể viết một cách quá chi ly, thì em phải lựa chọn cái gì quan trọng hơn chứ, đúng không? Chính là nội dung chính, cái trọng tâm của những câu thơ đó. Ok không nào? Thì như chị vừa nói đấy, trọng tâm của ba câu đầu ở khổ này là sự mất mát do chiến tranh, là cái hoàn cảnh mà nhà thơ nhớ về cùng với niềm xót xa của mình. Và từ hoàn cảnh đó thì ta càng cảm phục hơn về sự kiên cường, về sự kiên định, vững vàng của bà. Đúng không? Để ta thấy được rằng là bên cạnh những phẩm chất tốt đẹp của bà được thể hiện trong những khổ thơ trước, như là tình yêu thương, sự đùm bọc, sự bền bỉ, chở che dành cho cháu, thì ở đây bà còn hiện lên là một người vững vàng, mạnh mẽ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình. Và đó chính là việc mà ở bà đã hội tụ, bà đã hoàn thành cái sứ mệnh trách nhiệm của một người bà, người mẹ, một người công dân của Tổ quốc. Chưa? Chị ơi, học thuộc luận điểm để viết văn sao cho dễ ạ? Em học theo sơ đồ đi. Bây giờ là mình đến với mỗi tác phẩm thì em gạch ra đâu là những luận điểm chính. Và trong mỗi luận điểm đó thì có những dẫn chứng nào, ý nghĩa của mỗi dẫn chứng là ra sao. Đấy, mình cứ học theo như vậy thôi. Thì khi học ấy, để mà tiết kiệm được thời gian và cũng là dễ nhớ hơn, thì em có thể hạn chế những cái từ ngữ kết nối, em hạn chế những câu diễn đạt hoàn chỉnh mà mình chỉ học theo từ khóa thôi. Còn những câu diễn đạt hoàn chỉnh đấy là mình áp dụng khi mà mình luyện đề như thế này này. Nhớ chưa? Chúng mình không nên học thuộc lòng văn mẫu nhá. Đó, nếu như để học để nhớ ý chính thì em nên học theo sơ đồ này, nên học theo các từ khóa này, và áp dụng những từ khóa sơ đồ đó vào những đề cụ thể để luyện về diễn đạt. Rồi, học tác phẩm truyện sao cho dễ nhớ ạ? Thì cũng đi từ những ý chính thôi nhá. Trước tiên là em phải đọc thật kỹ giúp chị về tác phẩm. Một việc mà nhiều bạn bỏ qua đấy là không đọc tác phẩm luôn, là cứ chăm chăm vào học kiến thức thôi. Nhưng trong khi ấy, khi mà đọc tác phẩm em sẽ hình dung ra được cốt truyện này. Và nếu như đề bài có nhặt ra một đoạn bất kỳ ở trong tác phẩm thì mình cũng định hình được nội dung chính của đoạn đấy là gì, vị trí của nó ra sao, để từ đó khai thác được ý nghĩa. Nên là việc trước tiên là em cứ đọc đi đọc lại thật là kỹ về tác phẩm. Thì chắc chắn là trong quá trình đọc như thế em cũng sẽ ấn tượng với một số những cái dẫn chứng tiêu biểu rồi, có thể nhớ luôn được dẫn chứng rồi. Và sau đó thì mình sẽ học theo kiến thức nền với hệ thống ý chính được trình bày với sơ đồ chẳng hạn. Thì khi học truyện ý, có một cái quan trọng là dẫn chứng. Thế nên là ở mỗi ý chính em liệt kê ra hết các cái dẫn chứng cần phải nhớ, các cái dẫn chứng mang ý nghĩa và nội dung của những dẫn chứng đó là gì. Ví dụ như là khi phân tích phương định, ta gạch ra là có mấy vẻ đẹp chính này. Trong vẻ đẹp đầu tiên là tinh thần kiên cường mạnh mẽ thì có những dẫn chứng nào này, đúng không? Ý nghĩa của những dẫn chứng đấy ra sao? Rồi tương tự như vậy, ví dụ như là với cái ý về tình đồng chí đồng đội thắm thiết chẳng hạn, thì có những dẫn chứng nào, ý nghĩa của nó ra sao? Đấy, mình cứ học như thế là mình sẽ nắm được về bố cục. Còn khi đi thi vào một đề cụ thể thì đề bài có thể trích ra một đoạn và yêu cầu chúng ta phân tích đoạn đấy. Thì em sẽ định hình được là đoạn này nằm trong phần nào này, thể hiện được phẩm chất gì của nhân vật này. Ok chưa? Rồi, nên hiểu phần chữa đề cho 2K8 như thế này không ạ? Chị sẽ cố gắng nhá, đồng ý không? Chị sẽ cố gắng. Đó, thì vừa rồi là chúng ta vừa mới chữa xong về một phần thôi. Đây, nhìn vào đề nhá, là chúng ta vừa mới chữa xong phần phân tích một khổ thơ. Chúng ta còn hai khổ thơ nữa. Nhưng mà các bạn cũng đã thấy là một khổ thôi là mình cũng đã khá là lao tâm khổ tứ rồi đấy nhở. Nên là đi thi mà có nhiều khổ thơ là các bạn phải vững tay bút nhá, là chúng ta viết tốt ở tất cả các khổ, chứ không phải là dồn tâm sức chỉ vào một khổ xong rồi phần sau mình viết bị đuối là rất tiếc đấy, là mình sẽ bị mất nhiều điểm đấy. Ví dụ ở đây ta mới phân tích xong khổ thơ thứ tư này thôi này, bây giờ mình còn khổ 5, mình còn khổ 6 nữa. À, thì áp dụng những cái lưu ý mà chị vừa mới nêu ở trên nhá, các bạn sẽ triển khai kiến thức cho khổ 5, khổ 6 này. Bạn nào mà trong buổi chữa ngày hôm nay chúng ta tuyệt nhiên không nhớ kiến thức gì về bài Bếp Lửa thì chị đề nghị là các em phải xem lại ngay kiến thức về bài thơ này. Nhớ chưa ạ? Xem lại ngay trong sách giáo khoa, trong vở ghi của mình, xem lại ngay trong những cái cuốn tài liệu mình đã có nha. Được chưa? Còn bạn nào mà chúng ta trong thời gian cuối này ấy, muốn tập trung để trau dồi về diễn đạt, ví dụ như là em đã nắm được ý chính, cách phân tích cho từng khổ thơ ở đây rồi, nhưng em vẫn chưa viết được thành câu văn mềm mại, thiếu sự liên kết, thì các bạn nên đọc thêm nhiều văn mẫu và có thể tham khảo ngay về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu dành cho các bạn học sinh lớp 9 nhá. Đợt vừa rồi khi mà chỉ mới vài ngày trước thôi, khi mà giới thiệu về cuốn sách đó thì các bạn 2K8 ấy, chị mới biết là có rất nhiều bạn là đến giai đoạn này là đã bắt đầu ôn luyện về diễn đạt. Nghĩa là chúng ta đã khá ổn về mặt kiến thức rồi, và bây giờ là chúng ta luyện diễn đạt. Thế nên là bạn nào mà muốn tập trung luyện diễn đạt có thể nhắn tin về cho chị để tìm hiểu và mua cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu nhé. Cả phân tích thơ này, hay là phân tích truyện này, phân tích viết đoạn văn hay là viết bài văn này. Đấy, thì đều có thể tham khảo từ trong cuốn sách đó. Những đoạn văn mà có thể hiện được tình cảm của người viết tương tự như đoạn mà chị vừa cùng với các em đọc này. Đúng không? Đấy, thì mỗi ngày các bạn đọc khoảng 1 đến 2 bài văn mẫu như vậy. Ôn đến tác phẩm nào em đọc bài liên quan đến tác phẩm đó luôn, là chúng ta sẽ vừa ôn về kiến thức và vừa ôn về cách diễn đạt, vừa trau dồi về cách diễn đạt. Và nhớ là hãy ghi chú lại khi mà mình đọc những bài văn mẫu như thế. Ví dụ ở đây nhá, là chị đọc đến đâu này, phân tích cho các bạn thấy đâu là liên hệ mở rộng, đâu là phân tích ý này, đâu là phân tích ý kia. Thì khi mà các em đọc văn mẫu cũng thế nhá, các bạn chỉ ra được, khi đọc các em cũng biết được rằng là đây là câu văn phân tích biện pháp này trong câu thơ này, đây là câu văn liên hệ mở rộng, hay là đây là câu văn bình luận. Thì khi đó cái quá trình học hỏi của mình ấy, cái quá trình mà chúng ta có thể chắt lọc được những cái hay, cái tốt từ văn mẫu và áp dụng được vào trong bài văn của mình sẽ nhanh hơn và sẽ dễ hơn, thay vì việc là các em chỉ đọc xong rồi để cho những bài văn đó nó trôi qua, không có ấn tượng gì, đúng không? Nha, thì đấy là về một đề bài, một phần ở trong một đề bài mà chúng ta luyện thi. Trong buổi luyện ngày hôm nay rồi chị cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi này. Đây là văn lớp mấy thế ạ? Đây là lớp 9 nhá. Thì các bạn 2K8 đang rất quan tâm thì không nói rồi. Nhưng các bạn 2K9 mà đang có mặt ở đây, chúng ta đang chuẩn bị cho năm học mới ấy, thì có rất là nhiều những việc cần làm đấy. Bạn nào mà muốn chuẩn bị cho năm học mới, cho năm lớp 9 cuối cùng quan trọng của chúng ta, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy nhắn tin về cho chị để nhận được lộ trình và sự hướng dẫn nha. Rồi, đấy. Thì đó là về một phần ở trong đề bài bếp lửa. Tiếp tục này, với phần khổ 5 và khổ 6 thì ở đây trong kiến thức nền chúng ta học ấy, chúng ta sẽ đồng thời phân tích khổ 5 và khổ 6, đúng không? Để thấy được suy ngẫm của tác giả về cuộc đời bà và về bếp lửa thân thương. Thì bây giờ chúng ta chuyển ý nhá. Bên trên chúng ta vừa mới phân tích xong về cái phẩm chất của bà rồi này. Thì bây giờ mình chuyển ý như sau. Theo dòng chảy của những nhớ mong và suy ngẫm, cháu biết ơn vô cùng công lao của bà. Đây là nhắc lại ý trước. Ý trước là ta viết về công lao của bà mà, đúng không? Nên ở đây chúng ta khẳng định này, cháu biết ơn vô cùng công lao của bà. Và đồng thời ta nêu ra ý sau này, và cũng thấm thía biết mấy những giá trị tinh thần tốt đẹp được truyền trao từ hành động nhóm bếp tần tảo sớm hôm. Đây chính là một trong những cách chuyển ý này. Nhá, bên cạnh những cách em dùng phép nối hay là phép lặp hay là phép thế, thì ở đây mình có thể là sử dụng cái cách mà tổng kết lại ý trước và mở ra ý sau. Ở đây trong cùng một câu thì chị tổng kết lại ý trước chính là tấm lòng biết ơn của cháu đối với công lao của bà. Bên trên mình đã phân tích đấy. Công lao của bà là làm chỗ dựa tinh thần cho cháu này, làm điểm tựa vững vàng cho gia đình vân vân này, đúng không? Đấy, và đồng thời thì mình nêu ra nội dung của ý sau. Nội dung của ý sau chính là nội dung của khổ thơ thứ 5 và thứ 6 này. Đấy, thì đó chính là những giá trị tinh thần tốt đẹp được truyền trao từ hành động nhóm bếp tần tảo sớm hôm của bà. Chưa? Đó, nên là mình lại có thêm một cách để chuyển ý nữa nhá. Là tổng kết lại ý trước và mở ra ý sau. Với chủ thể là tác giả, mình có thể nâng lên thành công thức, ví dụ như là trong dòng chảy của cảm xúc. Bởi vì đây là thơ mà, Nên là mình có thể biết là trong dòng chảy cảm xúc của toàn bộ thi phẩm, vậy tác giả cộng với cả những cái cảm xúc trong nội dung của ý trước, và cũng rồi cộng với cả những cảm xúc trong nội dung của phần sau mà ta muốn phân tích ngay sau đây đây này. Đấy, đồng ý chưa? Nhá, có thể nâng lên thành công thức như vậy. Và em áp dụng cho những đề bài khác cũng là phân tích thơ. Rồi. Chị ơi, có khóa ôn thi cấp 3 cho 2K8 không ạ? Em có thể nhìn ngay vào trong phần bình luận mà chị đã ghim đấy. Thì thời điểm hiện tại thì không có khóa nào là chưa khai giảng cả. Khóa nào cũng đang đi vào trong cái giai đoạn gọi là trọng tâm nhất và gấp rút nhất rồi. Nhưng mà nếu như mà em vẫn muốn tham gia thì có thể là tham gia khóa học chạy văn đi. Bởi vì khóa học chạy văn là khóa mà toàn diện nhất đối với những bạn ôn ở giai đoạn cuối này. Thì khóa học chạy văn là chúng ta đang ôn về kiến thức nền các tác phẩm, đang đến với cả các tác phẩm truyện rồi đấy. Đấy, đang chuẩn bị đến với các tác phẩm truyện rồi. Nên là bạn nào mà bây giờ gọi là còn thời gian cuối cùng và cũng quyết tâm để mà mình bứt phá trong giai đoạn cuối này ấy, thì tham khảo về khóa học chạy văn đó nhá. Nhớ chưa? Mặc dù là khóa học này cũng đã khai giảng rồi, nhưng mà đây nếu như để khuyên thì chị nghĩ rằng khóa học đó là phù hợp nhất với các bạn trong thời điểm hiện tại cho 2K8. Còn với các bạn 2K9 ấy, chúng ta nếu như muốn xuất phát sớm thì có một khóa học VIP cho cả năm luôn. Và đã bắt đầu tuyển sinh rồi, nên các bạn 2K9 nhắn tin về cho chị để nhận lộ trình nhá. Để cho đến tầm này sang năm là các bạn có thể tự tin viết được những bài văn như thế này rồi. Ok không? Rồi, đó, thì đấy chính là phần mà chúng ta phân tích thơ này. Và một số những kinh nghiệm, một số những cách để chúng ta chuyển ý. Còn lại về những nội dung ở trong khổ 6 hay là ở trong khổ 5 hay là khổ 6 của đề bài này thì các bạn có thể là chủ động xem lại trong kiến thức nền của mình, hoặc là theo dõi những phần tài liệu mà chị đã đăng tải trên kênh fanpage Học Văn Chị Hiên Học Cơ Sở này nhá. Phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay của chị sẽ phải kết thúc tại đây rồi. Rất là cảm ơn các bạn vì đã cùng vào theo dõi này, cùng tranh thủ một xíu thời gian buổi trưa để chúng ta ôn luyện phục vụ cho kỳ thi vào 10 rất quan trọng nhé. Chúc cho các em sẽ luôn có được những bài văn thật tốt và đạt được số điểm thật cao nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp sau của chị. Còn bây giờ thì tạm biệt các em. Bye bye. Cảm ơn các bạn rất nhiều.